Không biết khi nào em mới làm xong cái khu vườn chàng tiên cá nữa. Trong khi em đã có một khu rừng chàng tiên cá rồi. Cây có đây bị chặt dữ vậy ta. Hoa cũng đẹp nữa. Tuy Ti, nhớ đi theo Tuy Un nha. Con phải thuộc hết đường đi ở khu này á, để sau này lớn lên rồi đi kiếm người yêu, đi kiếm tình yêu. Sau này Tuy Ti lớn lên rồi Tuy Ti đi kiếm tình yêu. Nhưng mà Tuy Ti muốn đi về với Tuy Un thì cũng biết đường mà về, hiểu không? Có rất nhiều con đường để đi. Những cây này đem về nhà trồng không được, gai quá. Ôi, hoa mắc cỡ đây nó mọc thấy dữ dội dữ. Mắc cỡ không á hả? Trời ơi, gai không à Tuy Ti ơi. Thua anh em. Giờ này nước chưa lên. Sao ta? Đi nữa không mấy đứa? Khu này không kiếm được cây cối rồi. Gỗ ở đây cũng không ngon nữa. Gỗ nhỏ nhỏ không à. Về thôi anh em ơi. Thua rồi. Chỗ này mắc cỡ không à. Bởi vì khu này bị con người tàn phá. Cây cối bị chặt nè. Người ta chặt người ta đốn củi hết trơn rồi. Nên bắt đầu thực vật ở đây đã chết rồi. Những loài thực vật quý không còn nữa. Nắng nó làm chết hết rồi. Nhổ mấy bụi này về trồng được. Hoa này đẹp. Ok. Một cây. Tuy Ti. Tuy Ti ơi. Tuy Ti à, con đừng có chạy như vậy. Lạc á nha Tuy Ti. Lạc mất tiêu, đời Tuy Ti có sướng vui đâu. Nó nghe tiếng người, nó chạy mất tiêu luôn rồi. Khổ thằng thân, thằng con. Thằng cha đam mê cây cối quá, bỏ mặc thằng con luôn rồi. Tuy Ti. Tuy Ti. Chết này. Tuy Ti. Con đâu rồi? Về đây. Come to Baba. Tuy Ti. Tuy Ti. Con đó hả? Về. Tuy Ti come. Tuy Ti. Tuy Ti. Come to Baba, Tuy Ti. Tuy Ti. Ngoài đời giang hồ không đó con à. Tuy Ti. Nó kêu Tuy Un rồi. Tuy Ti. Đây nè con. Nó lạc Tuy Un rồi. Tuy Ti. Đây nè. Tuy Ti. Tuy Ti.